Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe tay ga đủ tất cả các loại. Đồng hành giới thiệu mình trong nay thì con Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cái dòng tay ga ở cửa hàng mình thì có SH nè, rồi Vario nè, Vision nè. Nói chung là mấy cái dòng xe này thì cũng đang có chương trình là giảm giá cực mạnh cho mấy cái dòng xe này luôn. Thì tuần trước thì mình cũng lên clip thì cũng là SH 160 nè, rồi SH Mo nè, rồi SH 125 thì đang giảm rất là mạnh luôn. Nên là anh em mà có nhu cầu mua xe thì mình nghĩ mua tháng này thì giá rất là bình ổn luôn nha mọi người. Đó, nói chung là rẻ lắm. Mà đợt trước vừa lên clip cái SH 160 ABS đó nè, thì anh em nhiều anh em còn chưa biết là nó giảm đến mức là từ trước là 120 mấy triệu, bây giờ còn có 100 lẻ mấy triệu thôi. Đó, cho nên là anh em mà coi clip á, muốn mua xe nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua Zalo cho mình nha. Thì bên này thì mình có con SH Mo này, con này là con màu đỏ nha, con này là phiên bản CBS đời 2023 nha mọi người. Thì con này thì giá của nó sẽ dao động là tầm 55 triệu nha mọi người, bao thế VAT luôn nha. Cái dòng này thì có màu màu đỏ và màu trắng vẫn còn nha mọi người. Thì hai phiên bản này là 55 triệu nha. Đó, nếu anh em mà mua trả góp á, anh em đưa trước cho mình tầm khoảng là 12 triệu thôi. Rồi tiếp theo là mình có con màu xám này mọi người, xám bạc nè. Con này là phiên bản đời 2023 luôn nha. Thì 2023 này thì cái dòng này thì thắng của nó là thắng cao cấp, thắng ABS luôn. Con này thì là 65 triệu nha. Con này thì anh em mua góp thì đưa trước tầm mình tầm khoảng là 15 triệu trở lên là mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Đó. Thì tiếp theo là con SH Mo mà phiên bản cá tính này mọi người. Con này là màu đỏ nha, đỏ đen. Thì cái phiên bản này thì mình cũng giảm giá luôn là còn 65 triệu thôi nha. Đó. Thì giá báo là bao gồm thuế VAT rồi nha. Con này thì đưa trước tầm 15 triệu là mình hỗ trợ mua góp được rồi nha mọi người. Rồi, bên cạnh đó thì cái dòng SH 160 ABS nè, thì cái dòng xám xi măng nè, thì đợt trước á là cái dòng này nó đang hạ rất là nhiều luôn, mà phiên bản là phiên bản ABS luôn nha mọi người. Thì con này thì giá của nó là tháng này giảm cho anh em còn 102 triệu thôi nha. Đó, dòng này thì anh em mua góp thì anh em chỉ cần đưa trước cho mình tầm khoảng là 30 thôi nha, mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Thì nó có một loại là SH 125 này, hai con này là 125 đời 2023 nha. Thì mâm của nó sẽ là mâm đen nha mọi người. Đó. Thì cái dòng mà 2023 này thì 125 sẽ giảm cho anh em còn 76 triệu nha mọi người. Đó, bao VAT luôn. Dòng này thì anh em đưa trước cho mình 20 thôi là mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua SH 160 nó có màu trắng nè. Đó. Thì 160 thì màu trắng với màu đỏ thì tháng này đang giảm giá mà phiên bản thường của nó thôi mọi người thì là 90 nha mọi người. Còn nếu mà anh em mua phiên bản ABS luôn, thắng của nó là ABS luôn, thì con này màu đỏ với màu trắng này thì giảm cho anh em luôn là còn lại có 98 triệu thôi nha. Nếu đối với phiên bản CBS 160 và anh em mua 100 ABS 160 á, thì giảm cho anh em còn có 98 triệu thôi mọi người nha. Thì dòng này thì anh em cũng trả trước cho mình tầm khoảng 25 đến 30 thôi, mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Đó. Rồi, ngoài ra thì một số anh em cũng hỏi SH 150 ABS á, thì nói chung á là đợt này thì 150 ABS á, thì nó không có còn hàng, nó không có sản xuất nữa nên là nó sẽ cao hơn so với 160 ABS nha mọi người. Cũng là màu xám xi măng luôn, cũng phiên bản ABS luôn, nhưng mà phiên bản 160 ABS á, thì nó có giá là 102 triệu thôi, nhưng mà con này thì đến là 105 triệu nha mọi người. Đó, nó đắt hơn nha so với 160 ABS nha mọi người. Đó. Thì dòng ABS 150 thì đồng giá luôn 105 triệu nha. Còn nếu mà anh em mua CBS ABS luôn 160 thì là 102 thôi nha. Đó. Rồi, tiếp theo là con SH 125 nè mọi người. 125 ABS nè mọi người. Đó. Con này thì giá của nó sẽ dao động là tầm khoảng 85 triệu nha mọi người. Đó. ABS 125. Con này thì đưa trước 20 là mua được rồi nha. Tiếp theo là AB 160 ABS nữa. ABS luôn. Đó. Cái dòng mà AB 160 á là nó ra thì nó có màu đen nè, màu đỏ và màu xanh của nó đặc biệt luôn. Đó, xanh nhám á. Thì đối với phiên bản mà CBS á thì con này là 53 triệu nha mọi người. Đó. Màu đen 53 triệu bao VAT luôn nha. Dòng AB này thì anh em mua góp đưa trước cho mình 10 triệu được rồi. Thì dòng này thì nó có màu đỏ, màu đen nha, bản tiêu chuẩn á, mình có hai loại nha mọi người. Đó. Ở trong này thì mình có con Vario nè mọi người, đời 2022 nè. Con này thì nó bỏ mẫu rồi, đời 2022 sẽ giá là 42 triệu nha mọi người. Đó, bao VAT luôn nha. Dòng này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 5 triệu là mình hỗ trợ mua góp nha. Còn đối với anh em mình còn 2022 thì còn màu xanh và màu vàng cát, thì mình chỉ còn hai con này thôi nha. Đó, đời 2022 còn hai chiếc màu xanh và vàng cát. Còn đời 2023 thì xe rẻ hơn rất là nhiều so với đời 2022 luôn. Thì đời 2023 những cái màu sơn này nè, mà khóa smart key luôn đó,
thì lên màu luôn là có 39.500 thôi mọi người. Đó, tầm này thì em đưa trước tầm 4-5 triệu thôi, hỗ trợ mua góp được rồi nha. Và tiếp theo là màu đỏ này, đỏ này là đỏ đen nha. Thì cái phiên bản đỏ đen này nè thì cũng là sơn lên luôn, thì phiên bản cao cấp luôn, 39.500 nha mọi người. Đó, thì anh em chỉ cần đưa trước cho mình tầm khoảng là 5 triệu thôi, hỗ trợ là lên hồ sơ được rồi nha. Rồi tiếp theo là màu bạc nè. Màu bạc thì nó sẽ có hai loại nha mọi người. Màu bạc mình có một cái phiên bản mà khóa chì á, khóa chì thì sơn 3D luôn, đời 2023 là 38 triệu nha. Nếu anh em lấy khóa sơn mắc cây là 39.500 nha. Thì cái dòng này thì cũng đưa trước cho mình tầm khoảng là 5 triệu thôi, hỗ trợ lên hồ sơ góp được rồi nha mọi người. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản màu vàng cát này, màu này cũng là 395 nha mọi người. Màu này sơn lên nha. Đó, còn màu rin bên cạnh nó màu đen là 39 triệu nha mọi người. Đó, là bao VAT cho mọi người luôn. Đó, thì trả trước cho mình 5 triệu thôi nha. Tiếp theo là màu vàng này mọi người, khóa sơn mắc cây luôn nha, 39.500 này mọi người. Đó, thì đối với những cái dòng mà sơn mà khóa sóng mai sơn mắc cây luôn thì là 39.500 nha mọi người. Còn nếu mà cái màu rin như màu đen này, nó sẽ có màu đen, màu trắng và màu xanh nha. Thì ba cái màu này là phiên bản 2023 là 39 triệu bao VAT luôn nha. Đó. Rồi tiếp theo là SH160 nè. SH160 thì phiên bản CBS á thì dao động giá tầm khoảng là 47 triệu nha mọi người. Còn nếu mà anh em mà lấy phiên bản mà A, hắn ở dưới là A nè, thì là 50 triệu nha mọi người. 50.500 nha. Đó, phụ trợ thì giá nhiêu? Phụ trợ thì mình có cái bánh căm á, phía trong nó có bánh mâm đó. Bánh mâm là cái con phụ trợ bánh mâm đời 2023 luôn nha mọi người. Con đó thì giá sẽ dao động tầm khoảng là 33.500 thôi. Đó. Còn nếu anh em lấy màu bạc mà xám là sơn lên là 345 nha mọi người. Đó, còn cái màu màu xanh đó mình sơn lên cũng là 345. Còn cái màu xanh rêu này thì tháng này mình giảm cho anh em luôn là còn lại 34 triệu thôi mọi người. Đó, thì dòng mà future và bánh căm á thì tháng này rớt giá luôn là còn 31 triệu 500 thôi. Đó, thì dòng future là anh em mua góp, anh em đưa trước cho mình tầm khoảng là 3 đến 4 triệu thôi nha. Mình hỗ trợ là mua trả góp cho mọi người luôn nha. Ngoài ra thì có cái future và bánh màu trắng đó mọi người. Đó, con nó thì tháng này giảm còn người còn 34 triệu 500 thôi nha. Đó, okay. Bánh mâm luôn. Rồi, qua Vision đi. Qua Vision thì Vision nó có cái màu phiên bản màu xanh đi, màu xanh cao cấp nha. Thì màu xanh đời 2022 ở giữa là 32 triệu nha mọi người. Còn nếu mà màu sơn á là 32 triệu 500 nha. Đó, màu sơn bên cạnh 32 triệu 500. Còn cái con mà thể thao mà màu xám xi măng á thì cái phiên bản đó thì mình sẽ giảm cho mọi người luôn là còn 36 triệu nha mọi người. Đó, thì dòng đó thì anh em cũng trả trước cho mình 2-3 triệu thôi là mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Rồi, và phiên bản cao cấp đời 2023 màu trắng này mọi người. Đó, cái con màu trắng đó, nó sẽ có màu trắng và màu đỏ đô nha. Thì hai màu đó thì giá của nó sẽ dao động tháng này là 32 triệu thôi mọi người nha. Đó, thì con tiếp theo là màu tím titan và màu xanh titan á, tại vì mấy cái màu 3D mình sơn lên á thì mình sẽ đồng giá cho mọi người luôn là tầm khoảng 32 triệu 500 nha mọi người. Đó, 32 triệu 500 đối với màu xám xi măng và màu đó luôn thì là mình giảm cho anh em luôn là còn 32 triệu 500 nha. Màu này, màu trắng tím là một nè, rồi màu xanh xanh mà ánh tím đó mọi người nè, rồi màu xám xi măng nè, đó ba màu này giảm cho anh em luôn là còn 32 triệu 500 nha. Đó, sơn 3D luôn. Dòng này anh em mua trả trước cho mình 2 đến 3 triệu thôi nha là mình hỗ trợ mua xe được rồi nha. Tiếp theo là màu đen nè, đen này là đen nhám nha. Đen nhám thì tháng này phiên bản là phiên bản cao, cá tính luôn, phiên bản cá tính nha mọi người. Con dòng này thì mình giá mình giảm cho anh em còn 36 triệu thôi mọi người nha. Đó, thì giá mình báo thì cũng đã bao gồm thuế VAT hết rồi nha. Ok. Rồi AB. Rồi, ở trong này nó có mấy con AB mới sơn nè mọi người. AB thì nó có cái màu xanh nè mọi người, xanh này là mình sơn lên nha, đời 2023 nha, 125 thì 40 triệu nha mọi người. Màu rin của nó thì màu đỏ là 39 triệu thôi. Đó, màu đỏ với màu xanh thì giảm cho anh em còn 39 nha. Đó, dòng AB thì đưa trước tầm 2-3 triệu thôi, mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Tiếp theo là 150 nè, mình có con màu xám nè, xám này mình sơn lên nha, và con màu trắng thì cái con hai cái con này là mình đều sơn lên 3D nha mọi người, 54 triệu nha mọi người, 54 triệu. Còn nếu mà anh em mua màu rin như màu đỏ nè, màu đỏ 150 này thì là 53 triệu nha. Đó, rồi thì dòng AB 150 thì anh em cứ đưa trước cho mình tầm khoảng 10 triệu thôi, hỗ trợ lên hồ sơ luôn nha là góp được rồi nha. Ngoài ra thì nó có hai con màu phiên bản cao cấp nhất của dòng AB 125 này là phiên bản 125 màu đen nhám này, con này là 41 triệu bao VAT luôn nha. Còn nếu anh em mua 160 mà phiên bản đặc biệt của nó luôn, màu xanh nhám này, con này là 57 triệu nha mọi người. Đó, thì dòng AB 160 thì anh em mua trả trước cho mình 10 triệu thôi. Còn nếu mà 125 á thì tất cả các phiên bản luôn anh em đưa trước tầm 3 triệu 4 triệu thôi, mình hỗ trợ mua trả góp cho mọi người luôn nha. Đó, thì
tháng này thì cũng cũng hỗ trợ cho mọi người chương trình là ví dụ như là đến mua xe thì mình sẽ hỗ trợ tiền xăng cho mọi người 1 triệu nè, rồi nếu mà có hoa hồng cho những người giới thiệu đến mua xe nè, và đặc biệt là những quà tặng hấp dẫn cho mọi người giảm 50% khi mà anh chị em mua xe ở đây mà gắn chống trộm định vị thì mình sẽ giảm hết 50% cho mọi người luôn nha. Rồi thủ tục trả góp thì đơn giản thôi, chỉ cần mang theo căn cước công dân thôi. Mình hỗ trợ lên hồ sơ, bên mình thì có 4 ngân hàng luôn, cho nên là lên hồ sơ rất là nhanh, tầm 10-15 phút là anh chị lái xe về được rồi nha. Còn biển số cà vẹt thì anh chị cứ yên tâm đi, ở xa lên mua xe thì shop sẽ gửi ship cho mọi người tới tận nhà luôn, là free ship luôn nha mọi người. Nên mọi người cứ yên tâm về mua xe ở cửa hàng của em nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.